không làm mới, không lãng phí nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện cần thiết, được dân đồng thuận cao. Đây là cách mà xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ đã thực hiện trong xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới. Hiện nay có thể nói là mỗi một cái chủ trương đưa ra thì chúng tôi cũng là xin ý kiến người dân, thứ hai nữa là được sự đồng thuận cao, là xin ý kiến thông qua ban chấp hành đảng bộ ra toàn thể đảng viên, thì là xin đóng góp của tất cả mọi người, thì sau đó tuyên truyền từ trên xuống dưới thì được mọi người dân đồng thuận, cho nên vậy tiết kiệm chi phí đóng góp của người dân rất lớn. Nhà văn hóa thôn Đồng Lạc, xã Đức Lạc, ngay sau sáp nhập hai thôn Đình Hòa và Hòa Long, hơn 200 hộ dân ở đây đã không còn những ngày tháng phải sinh hoạt trong những không gian chật chội cũ kỹ. Cả hai địa điểm cũ đều không đảm bảo yêu cầu. Trong điều kiện khó khăn của dân cư vùng bán sơn địa, bỏ ra cả tỷ đồng để đầu tư hội quán mới là điều chưa thể được tính đến. Vậy nhưng chỉ với một phép tính nhỏ, thêm cách tư duy, tính toán và cân đối nguồn lực của địa phương cũng như sự bàn thảo, thống nhất của bà con, sau một thời gian ngắn, người dân Đồng Lạc đã có nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang như thế này. Từ trường mầm non cũ, bà con có nơi hội họp, có không gian thể thao, thậm chí có cả hệ thống nhà bếp hội trường, nếu trong thôn xóm có công việc hiếu hỉ. Đồng Lạc vẫn tự tin xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu mà không phải chịu những áp lực đầu tư nhiều cho các hạng mục. Đáng lẽ ra nếu như mà làm được như thế này thì một hồ là một khẩu, chúng tôi tính là một khẩu phải đóng đến 5.000, nhưng mà ở đây thì cùng chỉ có đến 200.000 là đã đóng là được như thế này rồi. Quá trình thì xây dựng nông thôn mới thì tất cả mọi cái việc là đều được là bà con nhân dân là cùng thảo luận rồi cùng nhau bàn bạc, cho nên là bà con nhân dân cũng rất là vui vẻ để đóng góp cái phần mình vào cái trong cái xây dựng nông thôn mới. Còn đây là những hình ảnh về trường mầm non sau khi được tiếp nhận lại từ cơ sở vật chất của trường tiểu học Đức Lạc. Vẫn nhà học cũ, vẫn hệ thống nhà hiệu bộ và khu vui chơi cũ. Tuy nhiên thêm những thiết bị đồ chơi, thêm cách bài trí theo tư duy và thế giới quan của con trẻ. Sau cải tạo, dù số tiền đầu tư không lớn, nhưng về cơ bản, các phòng học này đều đáp ứng theo chuẩn 02 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và quan trọng nhất trong quá trình thực hiện cho đến ngày đạt chuẩn, chuyện kinh phí thực sự không trở thành gánh nặng quá lớn với nhà trường và các địa phương. Từ khi trường đã sang tiếp nhận ở đây, thì giải quyết được những khó khăn, những hạn chế từ trước. Phụ huynh và các cháu là đến trường cũng an tâm, phụ huynh cũng phấn khởi khi mà đưa các cháu gửi gắm vào cái trường học. Tuy nhiên điều kiện địa hình khá đặc thù, một phần nằm ngoài đê, năm nào cũng ảnh hưởng của lũ lụt. Một phần trong đê, đời sống chủ yếu chỉ phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới khi thu nhập bình quân đầu người chưa đầy 25 triệu đồng trên năm. Một đức nhân đổi thay về diện mạo, chính nhờ cộng đồng, sức dân, sự phát huy tổng lực trên tất cả các lĩnh vực. Những nhà văn hóa như thế này, tất cả đều được làm mới. Ngoài ngân sách, sự đồng thuận đóng góp của bà con, thì trung bình mỗi thôn xóm, con em xa quê gửi về đến hàng trăm triệu đồng. Chính cách làm, sự tâm huyết trong mỗi công trình, giá trị hưởng thụ và mức độ hài lòng của bà con là thước đo lớn nhất trong công tác dân vận để thu hút nguồn lực của con em đi xa hướng về quê hương. Về cái xây dựng cơ bản, đức nhân không còn nợ. Thứ hai nữa là người dân cũng hết sức phấn khởi. Bởi vì một cái chủ trương của Đảng nhà nước đem lại cái quyền lợi và đời sống cho nhân dân thì hết sức là có giá trị, tạo cho một cái động lực lớn cho người toàn dân là tiếp tục và thực hiện tốt hơn nữa trong cái việc xây dựng nông thôn mới cũng như mọi cái việc khác. Điểm mạnh của đức nhân được ban chỉ đạo nông thôn mới các cấp đánh giá cao trong quá trình huy động nguồn lực chính là việc biết cách xây dựng bảng cân đối các khoản thu chi ngay từ đầu. Bắt đầu từ việc tập trung phát huy nội lực thông qua các mô hình dân vận khéo, những cách làm điểm, nói cho dân nghe, bà con thấy hiệu quả thực sự. Để từ đó, chính bà con muốn đóng góp, có nhu cầu và khát vọng dựng xây thôn xóm mà mình đang sống ngày càng đáng sống hơn. Khi nội lực được phát huy, tạo ra những đổi thay căn bản, thì sẽ có cơ sở để tập trung kêu gọi sự đầu tư từ ngoại lực. 4 tỷ 600 triệu đồng cho trạm y tế xã,
hàng trăm triệu đồng cho các nhà hội quán xóm, đường giao thông, kênh mương nội đồng. Và nhất là nguồn vốn lồng ghép thông qua các dự án với con số lên đến 25 tỷ đồng. Những phòng học đàng hoàng về cả trang thiết bị và các điều kiện đi kèm đang nhân lên niềm vui cho cô trò trong những ngày đầu năm học mới. Một điều tin tưởng là năm nay sẽ huy động được trẻ ra lớp nhiều hơn vì phụ huynh an tâm hơn về cái cơ sở vật chất, cái chỗ vui chơi cho trẻ. Đây là những số liệu mới nhất của xã báo cáo về các khoản nợ sau khi hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Và đến thời điểm được bỏ phiếu và công nhận đạt chuẩn, Đức Nhân vẫn còn dư nguồn trên 800 triệu đồng. Thêm nguồn lực, có điều kiện để củng cố xã chuẩn, điều mà không phải địa phương nào cũng làm được sau khi dồn sức cho quá trình xây dựng nông thôn mới trước đó. Đến cơ sở cái khung lộ trình kế hoạch từ đầu là mình đã biết được cân đối rồi. Ví dụ trường học cần đầu tư bao nhiêu, giao thông bao nhiêu, rồi cả cái nguồn lực là nhà văn hóa thôn xóm, trạm y tế, rồi trụ sở của xã vân vân. Đầu tư cả cái dự án vân vân thì xã đã có cái cân đối nguồn lực đó, cho nên từ cái chỗ đó là biết được vận dụng để điều tiết một cách cho phù hợp. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, Đức Nhân và Đức Lạc là hai trong 7 xã được đưa vào danh sách bỏ phiếu và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2018, đưa con số đạt chuẩn của Đức Thọ lên 18 xã đến thời điểm này. Các xã đều đã đạt chuẩn 20 tiêu chí, không có nợ đọng, nợ trái quy định và đã cân đối được nguồn vốn thanh toán đảm bảo khả thi. Tỷ lệ hài lòng của người dân đều đạt từ 94 đến 100%. Nỗ lực cao, hiệu quả rõ nét, biết nhìn vào thực tại để vươn lên từ xuất phát thấp là điều đáng để ghi nhận tại các địa phương này. Các xã còn lại về sau này thì tiêu chí đòi hỏi nó cao hơn, chất lượng hơn, thì nó lại là tỷ lệ nghịch với lý đầu tư. Tỉnh khó khăn, huyện khó khăn, đầu tư rất thấp. Từ chỗ đó cho nên là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đi vào chiều sâu ở cái chỗ là quan điểm của tỉnh cũng như của huyện là phải thực chất và đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện. Thì Đức Thọ đến thời điểm này chỉ còn đã được 18 xã được công nhận. Đặc biệt vừa rồi bỏ phiếu hai xã Đức Lạc, Đức Nhân. Thì tôi nghĩ rằng qua đây thì có thể nói nhận định rằng là cái không có cái gì khó không thể làm được. Quá trình triển khai vừa qua thì tôi nghĩ rằng là kết quả đạt được là sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện, của xã, đặc biệt là đội ngũ cán bộ của xã đã bám nắm và vận động quần chúng nhân dân và sự vào cuộc của nhân dân đồng tình rất cao ở chỗ này. Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi ghi lại được những lời tâm sự từ đáy lòng của người đàn ông này. Hơn 70 tuổi, cả một đời gắn bó với đồng quê, cày sâu cuốc bẫm. Hơn ai hết, ông thấu hiểu và trân trọng những đổi thay, những giá trị mà nông thôn mới mang lại. Những đoạn đường dang dở chật chội thể hiện sự thiếu đồng bộ trong hệ thống giao thông nông thôn. Vùng Đồng Voi, hơn 30 hectare đất sản xuất thuộc vùng canh tác tại 4 thôn. 10 năm qua, kênh mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu kém, thiếu nước sản xuất. Bà con bỏ hoang ruộng đồng, ngày một nhiều. Nhiều vấn đề đầu tư, hỗ trợ sản xuất chưa kịp thời. Và đây, những vấn đề trên đã thể hiện rõ sự không đồng tình tại biên bản kiểm phiếu sự hài lòng của người dân Thạch Hưng trong thời gian cuối năm 2017. 42 phiếu chiếm tỷ lệ gần 6%, tập trung ở giao thông và phát triển sản xuất. Đến giữa tháng 6 của năm 2018, phiếu thăm dò tại các xóm đều cơ bản đồng tình. Bà con hài lòng với thành quả nông thôn mới mà họ đã dày công vun đắp, xây dựng. Ý kiến của dân thì từ đó thì lãnh đạo địa phương cũng biết những cái yếu điểm của đáng còn thiếu sót của địa phương đó để dần dần có cái giải pháp tháo gỡ để xây dựng cơ sở vật chất theo như mong muốn của người dân. Thạch Hưng có những giai đoạn mất niềm tin của dân. Trên quá trình thực hiện xây dựng nông mới thì có hơi khó bước đầu, nhưng sau khi làm được thì người dân thấy được rất hài lòng và họ đánh giá cũng rất cao cái sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là có sự vào cuộc của dân. Và cái được nữa là bộ mặt nông thôn hoàn toàn thay đổi và niềm tin từ đó niềm tin người dân được nâng lên và họ còn được tham gia đóng góp có trách nhiệm hơn và có tinh thần xây dựng nó tốt hơn. Cũng trong câu chuyện này,
tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, địa phương vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2018 vừa qua. Thực tế, quá trình thực hiện, Cẩm Minh đã từng lỗi hẹn với kế hoạch đề ra trong năm 2017 khi đường găng tiến độ chưa kịp hoàn thành. Có thời điểm, từ một vài nguồn tin, dư luận không tốt trong quá trình huy động nguồn lực từ thôn xóm. Thông qua kênh mặt trận, dư luận được nắm bắt, mọi vấn đề được đưa ra, cùng phân tích dân chủ, tôn trọng và lắng nghe. Từng vấn đề được điều chỉnh, hướng đến sự bền vững của quá trình thẩm định xã chuẩn nông thôn mới. Tôi đánh giá thực chất nhất là cái tiền phải nhất là người ta bỏ cái lá phiếu rồi là đúng cái sự suy nghĩ và cùng với cái tâm tư nguyện vọng của họ. Là địa phương nằm trong nhóm xã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015, thời điểm đó, Yên Hồ chưa tiến hành thăm dò ý kiến về sự hài lòng của người dân. Tuy nhiên, thông qua kênh mặt trận, cũng như sự đánh giá độc lập của các đoàn kiểm tra liên ngành, địa phương luôn xem đây là một kênh quan trọng để thúc đẩy quá trình củng cố xã chuẩn. Những con đường giao thông liên tục được mở rộng, hội trường, nhà làm việc được nâng cấp sửa chữa, khu vui chơi giải trí, tiểu công viên được quan tâm, tôn tạo, đầu tư. Khu dân cư mẫu, hệ thống trường học được nâng cấp theo chuẩn mới, với nguồn kinh phí trị giá hàng tỷ đồng. Tất cả đều được bổ cứu thông qua nhu cầu thực tiễn và ý kiến đề xuất của người dân. Hài lòng của người dân là cái cơ sở quan trọng nhất. Như vậy đó là cái cánh thước đó cho ban chỉ đạo cũng như việc làm cụ thể của ban chỉ đạo. Nếu mình không làm thì chắc chắn dân người ta không đồng tình mà không hài lòng. Còn ban chỉ đạo cả hệ thống chính trị quân xã cùng phối hợp với nhân cùng với thôn xóm cùng nhân dân triển khai, trong quá trình triển khai có những cái được, có những cái chưa được, nhưng mà dân sẽ đánh giá. Trong quá trình thực hiện này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã về tận từng thôn xóm để triển khai lấy ý kiến từng hộ dân. Tất nhiên, trong quá trình thẩm định đánh giá này, để đảm bảo khách quan, trung thực, có tính xây dựng, không quá tô hồng hoặc là bôi đen, phủ nhận nỗ lực của cả quá trình, càng đòi hỏi vai trò của mặt trận các cấp trong việc thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và rộng rãi trong quần chúng nhân dân. Đây là một sự nỗ lực phấn đấu lớn của các đảng bộ địa phương, bởi vì từ 73 của Hà Tĩnh bây giờ đến 05 nó cao hơn rất nhiều. Theo tôi là cái chỗ này là cái việc sự hài lòng là một cái thước đo của nhân là đúng rồi, nhưng mà nó phải lấy toàn diện, lấy đến tỷ lệ cao thôi thì mình thì mới khách quan được, chứ lấy tổng hợp, lấy tròn điểm thì nhiều lúc là không hài lòng. Tôi là ví dụ một cái xã như Tung Ảnh là tuyệt vời cả xóm như vậy, nhưng mà đến cái khu dân cư mà gần bãi rác mà lấy họ thì họ lấy đồng tình, ví dụ như vậy. Thực tế cũng cho thấy, từ chính những lá phiếu thăm dò này, người dân cũng bày tỏ không ít trăn trở từ câu chuyện môi trường nông thôn, việc huy động quá sức hay nợ đọng xây dựng cơ bản lớn. Ngoài khả năng chi trả của các xã, chất lượng đạt chuẩn một số tiêu chí vẫn còn thiếu tính bền vững. Đặc biệt, tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016 trở về trước, đây chính là điều kiện, là kênh phản biện quan trọng để các địa phương có cơ sở, lộ trình và bước đi trong quá trình củng cố xã chuẩn. Đây là một chỉ số hết sức khách quan nhằm đánh giá một cách toàn diện để xác định được cái thực chất của cái việc xây dựng nông thôn mới, cũng như là phát huy được cái quyền làm chủ của người dân, nhằm giúp cho cái bộ tiêu chí nó đạt được cái chất lượng cao hơn. Đồng thời là cũng qua đây để ghi nhận được cái kết quả của cái quá trình phấn đấu của hệ thống chính trị cũng như nhân dân. Thì xác định là cái xây dựng nông thôn mới là cái nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng. Do vậy mà hàng năm thì ngay từ đầu năm là xã tiến hành là tổ chức ra soát kỹ từng tiêu chí, xác định những nội dung cần phải thực hiện và thời gian thực hiện, và sẽ đưa ra dẫn bàn và cụ thể để đánh giá được cái kết quả đó. Thì có nhiều kênh, nhưng mà chúng tôi thấy là cái kênh lấy ý kiến hay là một người dân là một trong những kênh cũng rất là quan trọng, cần thiết, để khi mà người dân đưa ra những cái nội dung cần phải quan tâm, thì xã để tiếp tục tiếp thu và sẽ đưa vào cái chương trình quay hàng năm để có cái điều chỉnh bổ sung quay thực hiện đạt kết quả cao hơn. Có thể nói việc thực hiện lấy ý kiến của người dân chính là nhằm phát huy chức năng giám sát, phản biện của mặt trận tổ quốc các cấp và vai trò chủ thể của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Theo đó, ngoài những quy định của Trung ương, Hà Tĩnh với yêu cầu cao hơn theo quyết định 05 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nên những yêu cầu đặt ra khi lấy ý kiến hài lòng của người dân cũng cao hơn.
câu hỏi mang tính mở, tạo điều kiện để chính người dân được tham gia ý kiến với vai trò là chủ thể. Đặc biệt, nếu bày tỏ sự không hài lòng thì ở những điểm nào, những vấn đề gì? Người dân cũng được thể hiện quan điểm ngay trên lá phiếu của mình. Thì qua cái thẩm định vai trò của mặt trận, thấy được rằng cái mức độ hài lòng của người dân nó thể hiện rất rõ. Cái trách nhiệm của người dân trong cái việc mà mình vừa là vai trò chủ thể trong cái việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nhưng trong đó là trách nhiệm của mình để thẩm định lại cái kết quả của mình đã thực hiện. Thì thấy rằng là dân đồng thuận rất cao. Tuy nhiên bên cạnh đó có nhiều vấn đề mà trong quá trình thẩm định, trong quá trình lấy ý kiến hài lòng người dân, chúng tôi xác định được có nhiều ý kiến người dân đang còn băn khoăn. Từ đó chúng tôi đề xuất đối với các ngành liên quan để vừa giải trình, vừa làm rõ và đặc biệt là phải giải quyết được những vấn đề mà dân đang còn có những cái đòi hỏi, có những cái nhu cầu và đặc biệt kể cả có những bức xúc. Rõ ràng, trong xây dựng nông thôn mới, ý kiến của người dân luôn khách quan bởi họ là những người trực tiếp tham gia, thụ hưởng nên sự thẩm định sẽ sát đúng với tình hình thực tế địa phương. Chỉ khi người dân phấn khởi, tin tưởng, làm chủ thành quả đạt được, nông thôn mới mới thật sự hiện hữu. Việc lấy ý kiến của người dân cũng tạo điều kiện để địa phương có kế hoạch phù hợp trong thực hiện, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, đòi hỏi trong suốt quá trình càng phải tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Muốn có được lòng dân, phong trào trước hết cần phải triển khai nghiêm túc, bài bản, tránh hình thức và điều quan trọng là thực hiện đúng phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Có vậy, thành quả đạt được của quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương mới được cộng đồng dân cư ghi nhận. Sự hài lòng của người dân cũng từ đó được nâng cao. Chất lượng phong trào nông thôn mới ngày càng được bền vững.